bạn sau luôn. Còn cái kia là ABS. ABS có nghĩa là chống máu xung quanh. Ví dụ như là mình đi những cái quãng đường mình dài, ví dụ đi hàng ngày mà quãng những quãng đường dài như đây mình đi An Giang hay Sài Gòn gì đó, thì mình sẽ sử dụng cái đó thì nó sẽ an toàn hơn cho mình. Ví dụ như là trong mấy cái đường cao tốc hay cái đường trường hợp chân chật thắng liền á, nó sẽ cố định lại chiếc xe, không bị ngã, không bị quăng thôi. Chứ mình đi vòng vòng thành phố thì hai cái nó cũng như nhau, tương đồng với nhau thôi. Cái đó là cái công nghệ mới của xe hơi, giống như xe Honda. Nó giống như mấy cái xe hơi mà đi thắng lại mà nó sẽ không có bị ngã xe đó chị. Nhưng mà ví dụ như là xe hơi mà ví dụ mình đang chạy quá mà mình sang số không đúng hay là mình thắng gấp luôn, xe nó cũng lộn nhào thôi. Hiện giờ là nó có chương trình khuyến mãi gì á? Ví dụ như xe này dòng cái thấp mốt này bên công ty em đang có chương trình là giảm 1 triệu đồng trừ giá trực tiếp. Rồi. Bên cạnh đó thì được một gói quà tặng thì giá 1 triệu, gói quà tặng thì nó sẽ gồm là một nón bảo hiểm Honda chính hãng, một áo thun 4 lít xăng miễn phí, rồi một cái phiếu giảm phụ kiện 30%, một phiếu giảm phụ nano 30% để viết phát khóa. Cái đó là tất cả quà tặng của mình. Cũng nhiều quà tặng quá. Cái chiếc này á thì giá của nó là 66 triệu đó chị. 67 triệu giảm triệu còn 66 triệu. Là tại do cái màu này là bây giờ hiện tại là Honda đã bảo mẫu rồi. Tụi em đặt theo yêu cầu khách hàng bằng trên 2 lớp và nó bảo hành cho mình 3 năm về chế độ trên. Giá là cộng cái màu xe nữa. Dạ đúng rồi. Giá gốc của nó là 63 triệu một trên 2 lớp. Ví dụ như là mình biển số mình 800.000, chẳng hạn là 4 triệu 1, 4 triệu 2 cái biển khoản đó. Ví dụ như là chị đi đã đóng cũng được, mà ví dụ như là chị ở bên đây đi đóng, bên em có hỗ trợ đi đăng ký là được cho chị. Chỉ việc ngay tới giờ không có biển số thôi, thì số tiền đó về được tiền mặt đúng không ạ? Số tiền nó vẫn vậy. Là ví dụ như là chị đi cũng vậy, mà em đi cũng vậy luôn. Chồng đánh giá mới biết ngày mấy giờ đi về? Tháng 4 tháng 4 này là nó có lên giá gì không hay là bình thường? So với thời điểm trước nha, so với thời điểm trước gần đó thì cái dòng xe này là nó đã hạ nhiệt rồi, nó giảm hạ nhiệt rồi ha. Hôm trước chiếc này nó tới là 69 triệu là giá xe không chưa được giới thiệu, giá chỉ cần nó sống hơn là sống hơn. Thì họ lên cái tống sẽ có giá là em cũng chính xác cho mình. Dạ. Nhưng mà ví dụ như là tụi con làm cho mình bao nhiêu là mình giá bao nhiêu là không lấy mà hiện làm được cái dịch vụ. Cái cổng đi làm là con cho nhân viên con đi làm quay tập viết đi xong. Dạ không hết, vậy cái dòng đất mô này nó tùy theo màu dáng khác nhau đó nhé. Dạ đúng rồi, cái này thắng CBS, ABS đó, em thấy như thế này nè, nó không có gì khác hết, chỉ khác nhau cái công nghệ thôi. Chống bó cứng thanh là trường hợp để phát huy được tác dụng nó nhiều nhất là khi đi đường trường á. Ví dụ như là dành cho mình, không phải là đi cái quãng đường xa, ví dụ đây mình lên cao tốc đi An Giang đó, hay là mình đi Sài Gòn, mình cần cái đó thì khi đó nó mang cái kích hoạt cái chế độ tác dụng. Còn mình đi vòng vòng thành phố này nó thắng CBS là nó đỡ. Dạ, thắng CBS có nghĩa là thắng kết hợp giữa thắng trước và thắng sau. Ví dụ mình sử dụng thắng bên tay trái là kết hợp giữa thắng trước và thắng sau luôn. Còn cái kia là thắng ABS. ABS có nghĩa là chống bó cứng thanh. Ví dụ như là mình đi những cái quãng đường mình dài, ví dụ đi hàng ngày mà quãng những quãng đường dài vô đây mình đi An Giang hay đi gì đó, thì mình sẽ sử dụng cái đó thì nó sẽ an toàn hơn cho mình. Ví dụ như là trong mấy cái đường cao tốc hay cái đường trường hợp chân chật mình thắng liền á, nó sẽ cố định lại chiếc xe, không bị ngã không bị quăng thôi. Chứ mình đi vòng vòng thành phố này hai cái nó như nhau, tương đồng với nhau hơn. Và cái đó là cái công nghệ mới của xe hơi với xe Honda. Nó giống như mấy cái xe hơi thì mình thắng lại mà nó sẽ không có bị ngã xe đó chị. Nhưng mà ví dụ như là xe hơi mà ví dụ mình đang chạy quá mà mình sang số không đúng là mình thắng gấp luôn, xe cũng lộn nhào thôi. Hiện giờ là nó có chương trình khuyến mãi gì á? Ví dụ như xe này nè, dòng thấp mốt này bên công ty em đang có chương trình là giảm 1 triệu đồng trừ giá trực tiếp. Rồi. Bên cạnh đó thì được một gói quà tặng trị giá 1 triệu, gói quà tặng thì nó sẽ gồm là một nón bảo hiểm Honda chính hãng, một áo thun 4 lít xăng miễn phí, rồi một cái phiếu giảm phụ kiện 30%, một phiếu giảm phụ nano 30% để viết phát khóa. Cái đó là tất cả quà tặng của mình. Cũng nhiều quá tặng quá. Dạ. Chương trình này thứ nhất là cái về so với về cái giá xe nó đã bị được hạ nhiệt rồi. Thời điểm này mình cũng là thích hợp nhất nè.
Cái thứ hai nữa là sử dụng cái dòng xe mới. CBS, ABS anh thấy hợp chất nó khác nhau như thế nào? Thì khi ví dụ như là mình chạy vô cái đường xa đi nhiều thôi. Nhưng mà có anh thấy chị sử dụng cái này được không? Bà xã em ta đi dạy chạy cái vision thì cũng thắng nhất được chạy một người chuyện rồi.